cơ thể của chúng ta nó tồn tại chung với tế bào da của chúng ta. Và đến một lúc nào đó trong cái quá trình mà chúng ta sinh sống mà chúng ta không có kỹ năng, chúng ta lơ là vì chúng ta cảm thấy là da chúng ta đẹp rồi và chúng ta cần phải khoe ra, thì đến một lúc mà chúng ta không cẩn thận, và chưa kể nha, cái độ tuổi của chúng ta càng ngày càng tăng dần lên và cái sức bảo vệ cái làn da của chúng ta càng ngày càng giảm đi, thì da chúng ta rất là dễ bị nám. Hai cái yếu tố đó kết hợp với nhau thì nó sẽ làm cho làn da chúng ta ngày càng dễ bị nám hơn khi mà độ tuổi chúng ta càng tăng. Và một cái lời khuyên cho các bạn đó là khi các bạn đã bước chân vào cái quá trình điều trị nám, hoặc là khi các bạn đã có ý thức cho cái việc là ngăn ngừa nám tái phát, thì chúng ta phải che nắng kỹ. Cái thứ hai nữa là che nắng kỹ tất cả mọi thời điểm luôn, từ 6 giờ sáng, 6 7 giờ sáng cho đến khoảng 3 4 giờ chiều ha. Và tất cả những cái việc mà đi chơi, đi du lịch thì chúng ta đều phải che nắng kỹ, và nếu như chúng ta muốn chụp hình thì chúng ta chỉ chụp trong một khoảng thời gian ngắn nào đó thôi, và sau đó chúng ta lại phải che nắng, che tất cả những cái ánh sáng tự nhiên mà chúng ta thấy là có khả năng nguy hại cho làn da của chúng ta. Vâng ạ. Và bây giờ tôi xin được gửi đến bác sĩ câu hỏi của khán giả Cát Linh đang xem livestream ở trên app ứng dụng NetLove. Thì bạn có hỏi bác sĩ là tôi thường nghe các thẩm mỹ viện tư vấn cho những người bị nám là sử dụng phương pháp laser để có thể điều trị. Vậy thì khi tôi điều trị bằng phương pháp này thì có trị khỏi nám một cách dứt điểm được hay không, thưa bác sĩ? Khi nãy bác sĩ có nói ha, là laser á, thì thường tất cả các thẩm mỹ viện hiện nay á, là người ta đầu tư một cái loại laser, đó là laser 1064 nanomet, hay còn gọi là laser, mấy bạn sẽ nghe là laser Q-Squid, rồi laser NDZ, đó đó là những dạng laser có bước sóng 1064 nanomet. Tại vì theo những cái đánh giá thì người ta thấy rằng đối với cái loại laser này là nó sẽ đáp ứng với melanin tốt nhất. Tuy nhiên, nếu như nám của các bạn là do cái sự tăng sinh nội mô mạch máu đi kèm, thì laser này lại là cái nguyên nhân làm cho nội mô mạch máu tăng sinh nhiều hơn. Và đó chính là lý do mà tại sao chúng ta điều trị giai đoạn đầu chúng ta thấy nó hết. Nhưng mà giai đoạn sau chúng ta sẽ thấy nó rầm rộ, nó tăng lên và nó bị tái phát. Ha. Vậy thì á, là laser nó có rất là nhiều dạng laser nha. Và laser là gì? Laser là một cái dạng, gọi là chúng ta sẽ liên quan tới mỗi cái dạng laser á, nó sẽ có một cái mô đích để đáp ứng. Và laser nó có từng cái bước sóng, và hiện nay á, có rất là nhiều dạng laser khác nhau. Do đó nếu mà nói chung chung là laser thì bác sĩ không biết là cái đơn vị gọi là phòng khám hoặc là viện thẩm mỹ hoặc là chỗ mà bạn tư vấn á, là sẽ xài cho bạn laser gì để bác sĩ mới đánh giá được là laser đó có hiệu quả hay không. Còn nếu như mà laser gọi là laser 1064 nanomet á, thì nó vẫn sẽ có hiệu quả cho sắc tố nhưng nó sẽ làm tăng sinh nội mô mạch máu đi kèm. Vậy thì quay ngược trở lại là da bạn có yếu tố nội mô mạch máu tăng sinh hay không? Muốn biết được cái yếu tố mạch máu tăng sinh hay không thì chúng ta cũng sẽ quan sát làn da của chúng ta. Ví dụ như buổi sáng chúng ta thấy da ngủ dậy lúc nào da cũng trắng sáng hồng hào rất là đẹp, nhưng mà chỉ cần tới trưa hoặc là tới đầu giờ chiều thì chúng ta thấy là da chúng ta bắt đầu sậm xuống ha, hoặc là da chúng ta cứ vàng vàng ngà ngà, thì coi chừng cẩn thận là da đó là có nội mô mạch máu tăng sinh. Muốn biết rõ là có tăng sinh hay không thì hiện nay những cái công nghệ mà chụp gọi là chụp phân tích da đó, thì trong đó có công nghệ VCA là công nghệ chuẩn nhất của Mỹ, thì có thể là phân tích được cái làn da đó có nội mô mạch máu tăng sinh hay không. Và vì vậy á, là đối với đứng trước một cái trường hợp điều trị nám ha, thì thường á, bác sĩ cũng không nhìn bằng mắt thường được, mà bác sĩ cũng phải cho bệnh nhân á, là chụp hình để mà mình coi được á, là cái tính chất ở sâu bên dưới da có những vấn đề gì, thì lúc đó mình mới cho xử lý bằng laser đi kèm. Và hiện tại nha, riêng laser thì tại Pennsylvania thì có hơn là 5 loại máy laser. Có nghĩa là không phải là chỉ nói laser là chúng ta chỉ có một máy đâu ha, là 5 loại máy laser đúng cho 5 cái mục tiêu điều trị khác nhau. Đó, do đó với một cái câu hỏi khá là chung chung như vậy thì bác sĩ cũng không thể nào mà trong một buổi mà giải đáp được cho các bạn là đúng hay sai. Dạ, chính vì vậy là nếu như mà các bạn ơi chúng ta đang bị nám thì chúng ta hãy hiểu thử xem là ở làn da của mình đang bị nám ở mức độ nào, về đến với các cơ sở để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn trước khi sử dụng bất cứ một phương pháp nào nha. Thưa bác sĩ, và chúng ta vẫn có thể thấy là hiện nay có rất là nhiều
người có thói quen thay đổi một cái chế độ dinh dưỡng một cách đột ngột. Vậy thì điều này có làm giảm nguy cơ gây nám da hay không? Nếu như mà họ đang ăn uống rất là đầy đủ nhưng mà sau đó là họ muốn giảm cân thì họ thay đổi, thì điều này có ảnh hưởng gì không? Và bác sĩ có thể tư vấn những thực phẩm có lợi và thực phẩm cần tránh cho cái quá trình điều trị nám da được không ạ? Thực ra là không có những cái dạng mà thực phẩm chức năng mà nó sẽ làm cho làn da kích ứng hơn, tăng tăng nhạy cảm ánh sáng đâu. Nhưng mà những cái loại thuốc uống á, thì có ha. Còn những cái loại thực phẩm chức năng á, nó hỗ trợ cho cái việc trắng sáng làn da thì rất là nhiều. Trong đó chúng ta cứ ăn những cái loại rau. Trong rau á, là nó sẽ có là vitamin C nè, vitamin A nè, vitamin E nè. A là những cái loại mà nó góp phần cho cái sự ổn định của làn da nè, đồng thời đó là nó làm cho cái làn da chúng ta nó tăng cái sức đề kháng, cái khả năng chống chịu đối với cái môi trường bên ngoài. Còn nếu như mà em hỏi là cái sự thay đổi đột ngột cái chế độ dinh dưỡng thì thật ra là hiện nay có rất là nhiều cái chế độ dinh dưỡng được hướng dẫn nhằm mục tiêu là để cho các bạn có một cái thân hình đẹp hơn, có một cái vóc dáng đẹp hơn. Và những chế độ đó người ta hay gọi là chế độ ăn kiêng, nhưng mà ăn kiêng nó rất là đúng khoa học. Thì bác sĩ nghĩ rằng là nếu như chúng ta cứ áp dụng đúng những cái chế độ ăn kiêng theo như những cái hướng dẫn ở trên trên mạng ha, ví dụ như là keto nè, hoặc là những cái chế độ ăn mà ít cái tinh bột á, nhưng mà lại bổ sung lại nhiều rau thì lại rất là tốt cho làn da của chúng ta. Cho nên đó là bác sĩ nghĩ là trừ cái chế độ ăn mà chúng ta nhịn ăn thôi, trừ cái việc là chúng ta nhịn ăn để nó tiêu hết tất cả các cơ rồi cả mỡ thì cái đó là mình không khuyến khích. Nhưng mà tất cả những cái chế độ ăn mà nó tăng cái sự đốt mỡ nè, rồi tăng cơ nè, hoặc là tăng cái lượng vitamin ở trong cái khẩu phần ăn thì những cái chế độ ăn đó đều rất là tốt cho làn da và vóc dáng. Vâng ạ. Và trước khi mà kết thúc chương trình ngày hôm nay thì anh người xin bác sĩ, chúng ta có thể tư vấn và chia sẻ cho quý khán giả những thói quen tốt để có thể phòng tránh nám da được không ạ? Đầu tiên ha, để mà chúng ta phòng tránh nám da thì chúng ta sẽ phải che khẩu trang kỹ. Khẩu trang mà chúng ta đeo á, thì chúng ta sẽ phải coi coi khẩu trang đó nó có chống được những cái loại tia sáng từ cái môi trường bên ngoài hay không. Ví dụ như từ nguồn sáng rất là mạnh đó là mặt trời. Làm sao để chúng ta biết được, chúng ta có thể là ví dụ như cái vùng khẩu trang là che che lên mặt của chúng ta muốn đeo 3 lớp thì chúng ta cứ gấp ba cái lớp khẩu trang đó lại và chúng ta đưa lên trên cái ánh sáng mặt trời đang chiếu rất là mạnh ở cái khoảng giờ khoảng 12 giờ đi ha. Thì nếu chúng ta vẫn còn thấy cái tia sáng nó xuyên qua cái khẩu trang như vậy thì khẩu trang đó chưa có khả năng chống nắng được tốt. Hoặc một cái cách để chúng ta gọi là kiểm soát cái chuyện mà xuyên tia đó dễ hơn bằng cách chúng ta sử dụng cái đèn led chúng ta đặt ở phía bên dưới cái lớp khẩu trang của chúng ta, nếu nó còn xuyên tia thì cái khẩu trang nó cũng không có đạt được nhu cầu về cái chuyện chống nắng. Yếu tố thứ hai nữa đó là nếu như chúng ta đi nắng nhiều và chúng ta muốn tăng thêm cái mức độ chống nắng cho làn da chúng ta thì kem chống nắng là một trong những yếu tố mà chúng ta nên sử dụng ha. Còn nếu như làn da chúng ta đang có rất là nhiều vấn đề đi kèm, ví dụ như lỗ chân lông to, da nhờn hoặc là tình trạng mụn trên bề mặt da thì chúng ta nên cân nhắc cái việc là chúng ta có cần xài kem chống nắng hay không. Vì chúng ta nên đặt lên bàn cân để chúng ta cân nhắc là ưu điểm và khuyết điểm. Và đối với những làn da mà chúng ta cân xong, chúng ta thấy là chúng ta không xài kem chống nắng thì nó sẽ tốt hơn. Vậy thì chúng ta sẽ phải tăng cường bằng cách chúng ta tránh đi những cái nơi mà có nguồn sáng mạnh, hoặc là chúng ta sẽ phải che khẩu trang rất là kỹ khi chúng ta đi nắng. Yếu tố thứ ba nữa là nếu như trong trường hợp mà chúng ta đang bị nám thì một lời khuyên đó là chúng ta nên tìm gặp các bác sĩ chuyên khoa da liễu. Các bác sĩ sẽ có những cái toa thuốc để cho các bạn bôi thoa tại nhà và dĩ nhiên sẽ có cái lịch khám định kỳ sau khoảng 2 tuần hoặc là sau 1 tháng để các bác sĩ có thể điều chỉnh tất cả những cái thuốc mà nám á, là không phải là thuốc, không phải là thuốc bổ, cũng không phải là một cái dạng mỹ phẩm để chúng ta bôi định kỳ năm này qua năm khác. Cho nên chúng ta nên gặp các bác sĩ da liễu để các bác sĩ có thể là điều chỉnh toa thuốc cho phù hợp với tình trạng nám của chúng ta tại thời điểm mà các bác sĩ khám. Và nếu như chúng ta có điều kiện thì chúng ta hãy theo những cái kế hoạch điều trị bằng công nghệ thì nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu như điều kiện đó không phù hợp thì chúng ta cứ uống và bôi thoa theo đúng những gì mà các bác sĩ hướng dẫn nha.
Rồi chúng ta đừng có nên tự ý mua các sản phẩm điều trị nám trên mạng, mặc dù chúng ta biết rằng sản phẩm đó sẽ tốt, kể cả các thương hiệu uy tín luôn. Tại vì sao? Trong tất cả những cái dòng đã gọi là uy tín, có nghĩa là chúng ta hay nói là cái dao sắc á, thì nó sẽ đứt tay. Vậy thì nếu như chúng ta bôi những sản phẩm mà nó gọi là từ từ rồi đáp ứng á, thì chúng ta sẽ không đáp ứng được cái việc điều trị nám, tại vì nám rất là khó để chữa. Còn nếu như chúng ta bôi những sản phẩm quá mạnh thì chắc chắn nó sẽ có những cái mặt tác dụng phụ, và những cái tác dụng phụ đó thì chỉ có bác sĩ người ta mới biết là kiểm soát những cái tác dụng phụ đó như thế nào. Kể cả là các bạn gặp những cái chuyên viên tư vấn mỹ phẩm đi chăng nữa thì các bạn sẽ bị một cái guồng. Hiện tại bây giờ bác sĩ thấy là mọi người đang bị một cái guồng là các chuyên viên tư vấn mỹ phẩm thì họ chỉ biết riêng một dòng của họ thôi, và lúc nào dòng của họ cũng là dòng thần tượng tốt nhất hết. Như vậy thì mấy bạn sẽ bôi rất là nhiều thứ trên bề mặt da, và cái đó, routine đó là các bạn tư vấn đó được tập huấn từ nước ngoài về. Vậy thì routine đó không chưa chắc là đã phù hợp tại Việt Nam. Vậy thì muốn biết phù hợp tại Việt Nam hay không thì các bác sĩ da liễu họ là người biết rõ nhất cho cái làn da của chúng ta đang có vấn đề gì. Và một cái yếu tố nữa đó chính là những cái bệnh lý trên bề mặt da nếu như đi kèm nám, ví dụ như viêm da tiết bã. Đối với một cái tình trạng mà bệnh lý trên bề mặt da như là viêm da tiết bã, lúc nào cái bề mặt da người ta cũng đỏ đỏ, thì khi mà sau khi hết đỏ xong thì rất là dễ tạo ra một cái hiện tượng là tăng sắc tố sau viêm gây nám. Thì nếu như chúng ta không phải là bác sĩ, họ sẽ không biết tình trạng đó có phải là bệnh lý hay không, và cứ bôi những cái mỹ phẩm và tới một lúc nào đó là sẽ không có cái kết quả tốt. Do đó đó, lời khuyên cuối cùng và chốt lại vấn đề đó là chúng ta nên tìm đến các bác sĩ chuyên khoa da liễu ha. Chúng ta ở xa, chúng ta không đi khám được thì chúng ta sẽ khám online. Hiện tại bây giờ cũng rất là nhiều phòng khám đang triển khai hoạt động khám online để mà phòng khám có thể chuyển thuốc ra, hoặc là các bạn đi cầm cái toa đó các bạn mua thuốc tại những cái nơi mà gần địa phương của các bạn để đáp ứng được tốt nhất cái làn da của chúng ta nha. Xin cảm ơn những chia sẻ và những thông tin rất là quý giá từ bác sĩ ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, và trong chương trình livestream ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý khán giả gửi về cho chương trình. Tuy nhiên thì thời lượng cũng có hạn. Chính vì vậy thì chúng tôi sẽ kết hợp với bác sĩ để có thể gửi đến cho quý vị câu trả lời một cách sớm nhất. Và thưa quý vị, trong buổi livestream này thì chúng tôi đã giải đáp rất nhiều các vấn đề xoay quanh chủ đề nám và cách điều trị nám như thế nào. Chính vì vậy thì quý vị hãy xem lại buổi livestream ngày hôm nay ở trên hệ thống của MCV Network để chúng ta có thể cập nhật được những câu trả lời một cách sớm nhất nhé. Và đến đây thì chúng tôi một lần nữa cũng xin được cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, bác sĩ chuyên khoa một da liễu, đồng thời bác cũng là giám đốc chuyên môn của phòng khám Pencilia. Thưa quý Cảm ơn chương vị, trình rất là nhiều. và đến đây thì chương trình live nói gì cũng khép lại. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình livestream bác sĩ nói gì cũng xin được phép khép lại. Ánh Nguyệt cùng với cũng xin được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình livestream tiếp theo của chương trình bác sĩ nói gì.